Top 5 những cây đàn piano điện rắn giả lươn. Rắn giả lươn tức là nó là đàn piano điện nhưng mà lại rất là giống đàn piano cơ. Xếp thứ 5 là một cây đàn nhìn qua thì rất là giống luôn nào. Tuy nhiên là khi chúng ta mở nắp lên thì chúng ta sẽ nhận ra đây là một cây đàn piano điện. Phím đàn thì vẫn là phím nhựa thôi. Nhưng mà bởi vì là nó có nhiều nút bấm quá cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là một cây đàn piano điện. Vậy thì mình sẽ xếp cây đàn này ở vị trí số 5. Khá là giống đàn cơ rồi đấy. Xếp ở vị trí thứ 4 sẽ là một cây đàn giống hơn. Nó có một cái phần thân đứng hình thang này. Thế tuy nhiên là khi chúng ta mở nắp lên thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đây thực chất chỉ là một cây đàn piano điện. Bởi vì nó có rất là nhiều nút bấm này. Và phím của nó thì hình như cũng là phím nhựa thôi. Mình xếp nó ở vị trí thứ 4 bởi vì là nó cũng vẫn còn mang hơi nhiều đặc điểm của một cây đàn piano điện. Để mà xếp ở vị trí thứ 3 thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây là cây này. Cây này thì mình nghĩ là sẽ giống một cây đàn cơ hơn nữa. Với một cái ngoại hình bản lề, nắp đậy, các thứ. Khi mà các bạn mở lên thì wow, khá là giống đàn cơ đúng không các bạn? Các bạn có cả một cái giá nhạc này. Đặc biệt là mình đánh giá, mình xếp cây này ở vị trí số 3 bởi vì là hệ thống phím của nó là bằng gỗ các bạn nhé. Đây là một cái điểm mà cực kỳ là giống đàn cơ rồi. Tuy nhiên là vẫn có khá là nhiều nút bấm ở đây. Cho nên là cũng chưa được giống đàn cơ 100%. Nếu mà để nói giống đàn cơ hơn nữa thì mình sẽ xếp ở vị trí số 2 là cây C-Bassstein. Cây này thì rất là đặc biệt. Cây này thì nó có cái hệ thống búa bên trong. Đấy, nó có cả búa dập dềnh như là đàn cơ đúng không? Mặc dù là tiếng đàn rất là hay và có cả những cái búa giả giả ở bên trong này nhìn rất là giống rồi nhưng mà mình vẫn chưa ưng lắm về cái độ giống đàn cơ bởi vì nó vẫn còn khá nhiều nút bấm và có cả màn hình nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với top 1. Theo mình đây sẽ là một cái cây đàn giống đàn piano cơ nhất. Đây các bạn có thể thấy một cây đàn piano mà khi chúng ta mở nắp lên thì nắp nó còn gập được và có cả giá nhạc giống hết đàn cơ luôn. Những cái từ những cái bản lề bằng đồng này cho đến cái logo này. Và đặc biệt là không có một cái nút bấm nào ở đây cả. Nếu như các bạn nhìn sơ sơ ở trên bàn phím. Phím thì là cũng bằng gỗ nhá. Phải nói là 100% là giống đàn một cây đàn piano cơ thứ thiệt rồi. Và các bạn biết tại sao mình lại nhận ra đây là một cây đàn piano điện không? Bởi vì là nếu mà các bạn nhìn xuống phía dưới này thì sẽ thấy một cái bộ điều khiển của nó. Đây. Nếu như các bạn muốn đánh thử tất cả những cây đàn piano rắn giả lươn này thì các bạn có thể qua showroom piano Hà Nội nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.